Các bạn ơi, hôm nay mình ngán cơm mình ăn rau nha các bạn. Thì rau này mình cuốn với mắm Thái. Trong mắm Thái thì nó có đủ vị rồi. Vừa ăn rồi mình không có chấm với tương chao gì hết. Nhưng mà mình chia sẻ với các bạn cách cuốn như thế nào đó, cho nó không dính vào nhau. Nó không nở cái bánh tráng, ăn nó đỡ ngán. Mà mình ăn bao nhiêu đây, mình ăn suốt cả ngày mà phút cuối cùng mình không có bị ngán các bạn. Đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm thôi. Chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình ngán cơm thì mình phải ăn rau nha các bạn. Thì đây là bánh tráng mà mình đi Tây Ninh, bà dì mình bà cho nè. Đây là bánh tráng sạch. Tại vì ở nhà làm nghề cho nên biết. Mà nó bánh tráng thường là nó không có ăn, mà nó đi đến những cái chỗ nào mà làm sạch sẽ mà vô trùng tốt thì nó mới ăn nha các bạn. Tại vì em mình nó đi lấy bánh tráng nó bỏ mối đó. Và đây là cái mắm Thái mà hôm qua mình làm mà mình để tủ lạnh nè. Nhưng mình làm nó rất là ráo. Trong đây có đậu hũ nè, dưa leo, cà rốt, đu đủ nha. Nhưng mà mình không làm với thơm. Nó có mùi, nó dậy mùi, nhưng mà mình làm nó không có mặn lắm, không ngọt lắm nha các bạn. Vừa ăn rất là vừa ăn. Và đây là rau nè. Giá ở nhà có gì làm mấy. À, rau này thì ăn nó lợi hại lắm đây, ăn nó đẹp da mà nó chống độc, nó thải độc dữ lắm luôn á. Rau này ngò rí nè, xà lách nè, dưa leo nè. Nhưng mà mình nói ra đây một cái bí quyết, khi mà các bạn làm á, các bạn không có cho dính nha. Đây nè, đây là một miếng nước để mình thấm nè ha, để quay cái máy lại. Đây là nước mình thấm nè, mà mình muốn cho ăn á hả, nó không có bị nở, nó không có bị bung, hoặc nó không bị dính dính bánh tráng, thì mình cho vô đây một chút xíu dầu ăn nha các bạn. Cho vô nước một chút xíu dầu ăn để mình thoa bánh tráng. Rồi một cái bí quyết thứ hai nữa là người ta có thể người ta dùng cái cọ người ta phết sau khi mà người ta cuốn. Mình không có dùng cọ thì mình dùng bằng cách này, thì cách này nó không có thuyết phục lắm đâu, tại vì một ít dầu à. Rồi mình có một cách nữa, là mình cắt cái bọc ni lông này ra. Đây là những cái bọc ni lông 200 gram nè, mình cắt ra rồi mình cuốn. Như ở ngoài chợ người ta bán là người ta bao hết nha các bạn, bao như vậy là để giữ được cái bánh tráng của mình nó không có bị bung, nó không có bị dính với nhau. Tại vì thường thường mình ăn á là mình không ăn liền một lần, mà mình ăn cho tới chiều, mình nhâm nhi cho tới chiều, mình không ăn liền một lần, cho nên bánh tráng nó dễ dính lại với nhau ha, nó dễ dính lắm, dễ dính. Mà khi nó dính rồi thì nó bóc ra không có được, nó bể hết à, mình bóc ra không có được. Cho nên mình phải làm bằng cách đó, thì có nhiều cách ăn, các bạn tham khảo nha. Mình thì ăn rau dữ lắm, mình là thần tượng của rau, đối ăn rau đau uống thuốc. Cái mắm của mình làm nó không có mặn luôn nha các bạn, để ăn bún nè, ăn cuốn nè, không mặn mà không ngọt. Ăn mắm, ăn cuốn, ăn bún. Bây giờ mình cuốn lại nè. Thì ở đây mình không có cho bún, có bún nó dính nó dễ cuốn hơn. Ở đây là bánh tráng, chính là tinh bột của mình nè. Mình cho thêm một cái bánh tráng nữa nha. Cuốn rau cho nên cái cuốn nào cuốn nấy nó to. Mà mình ăn với mắm thì mình nè, các bạn cái tay các bạn dính dầu thì các bạn cứ lăn như vậy, thì cái lớp dầu này nó không có, nó không có làm cho bánh nở nha các bạn. Mình lên Tây Ninh mình ăn thì bà dì mình đã dạy mình ăn cách đó. Bây giờ còn một cách khác mà mình muốn chia sẻ với các bạn luôn, thì mình lấy một cái lớp ni lông như vậy là ăn vậy thì cũng phải hơi phí ni lông nha. Đó. Thì mình cuốn nó vô, cuốn nó qua vậy nè,
để mình bảo vệ cái cuốn. Rồi khi mình ăn mình bóc cái này ra mình ăn, khi ăn thì mình bóc cái lớp ni lông ra ăn à. Rồi mình bảo vệ được cái cuốn của mình là nó không có nở nè, không có nở, mình ăn tới chiều vẫn được nha các bạn. Bây giờ mình làm tiếp nha. Mình không có ngại dầu khi mà mình ăn cuốn, các bạn biết không? Tại vì ăn cuốn mà mình phải ăn rau nhiều, mà ăn rau nhiều nhiều khi mình bị sót ruột á. Dầu là một cái chất mà để cho nó dẫn rau, nó hấp thụ vitamin. Đó, thành ra mình không có ngại lắm khi mà thoa một ít chút xíu dầu. Chứ mình làm bếp thì mình cũng ngại dầu nè, ngại đường, ngại dầu mỡ, ngại đường. Ăn như thế này thì giảm béo mà đẹp da nha các bạn. Già cũng nên ăn để cho nó có đề kháng, ăn rau nhiều nó có đề kháng. Đây. Nhưng mà khi mà mình trộn, mình cuốn với mắm Thái thì mình không có ăn tương. Mình không có ăn tương nha các bạn. Tại vì nó cũng vừa ăn rồi. Mình thêm đây một cái bánh tráng nữa đi, tại mình không có cuốn bún. Ăn bánh tráng nhiều khỏi ăn bún. Bánh tráng là tinh bột đó. Các bạn, giò như vậy là để dầu nó bao ở ngoài, cái bánh tráng mình nó mềm rồi đó các bạn nè, nó mềm nó xếp vô nha. Rồi xong cái chúng ta lấy thêm một cái miếng nhựa nữa, đã lỡ làm rồi là phải xài đó, miếng nhựa nè, ta để vô. Này là ở ngoài người ta kỹ đó các bạn, người ta làm vậy để người ta bán. Mình thấy ở ngoài người ta bán rất nhiều nhưng mà mình ngại ăn ở ngoài quá, không biết tay chân người ta có sạch không. Bởi vì cái bánh tráng là bóc tới bóc lui, bóc xuôi bóc ngược là vi khuẩn không à. Mình ngại người ta làm, mình ngại ăn thôi. Ở nhà mình muốn ăn cái gì thì mình cuốn cái nấy cho xong. Rồi các bạn cứ tiếp tục cuốn ha, tiếp tục mình cuốn. Cuốn rồi mình mâm cho tới cả ngày luôn đó các bạn. Dưa leo nó hạ đường nè ha. Giá thì có vì nhiều vitamin E mà nó cũng hạ đường nữa, hạ đường giảm mỡ đó. Đây là có đạm rồi, hồi qua mình có trộn tàu hủ ki. Cứ cuốn thôi. Thêm một cái bánh tráng nữa. Bánh tráng này nó hơi mỏng đó các bạn. Rồi đun này vô, đun hai cái đầu vô. Dầu nó ở ngoài nè, ít thôi nha các bạn, chứ không phải là làm ngập dầu được nha. Mình làm khiêm tốn lắm á, dầu mỡ đó. Ăn chay ăn như vậy cho nó đỡ ngán. Rồi chúng ta tiếp tục chúng ta làm nha. Làm cái nữa đi.
Các bạn mang răng thì nó hơi bị vướng nhưng mà nó sạch nha các bạn. Ăn như vậy là ăn no luôn, khỏi ăn cơm. Bánh tráng nhiều nè. Mời các bạn nha.